Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ tiến hành sửa chữa bộ côn SH đời 2020 nhé. Con này đi được 2,5 vạn rồi nhé. Bây giờ khách ra bảo là vít ga lên là nó cứ ỉ ra, gọi là nó hú lên, nó rú lên, nó không chạy, bốc. Nên hôm nay mình sẽ, cửa hàng mình sẽ tiến hành kiểm tra sửa chữa bộ côn. Bây giờ đâu, mình đang tiến hành mình tháo côn kìa. Tháo côn ra. Về phần kết cấu của bộ côn của CSH thì nó gồm một côn trước, côn sau. Côn trước là cái bộ baby côn, nó gồm hai cái đĩa và bi. Còn côn sau thì có búa côn và bát côn. Tác dụng của cái bộ côn này thì là nó để nó truyền tải đến bánh để di chuyển xe. Đây, bây giờ mình đang tháo ra mình kiểm tra. SH đời 2020 nhé, mới đi được có 2,5 vạn mà đã bị rồi đấy. Lúc mình thốc ga lên nó không 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 vít ga lên nó không không bốc máy, không thốc. Ý ra khách đi khó chịu, bắt buộc phải ra cửa hàng bảo cửa hàng cửa kiểm tra sửa chữa. Đấy, đây là bộ côn sau của xe SH nhé, còn kia là bộ côn trước. Bây giờ bắt đầu mình kiểm tra tháo côn lên kiểm tra. Đây đây là bát côn sau rồi. Bát côn sau nhiều khi nó chai là nó cũng đi vít lên, búa nó đập vào kia. Đây là bộ búa côn. Còn đây là đĩa trước của côn trước. Đây là dây cu loa của xe. Dây cu loa là nó ngang, nếu như xe số nó như kiểu cái dạng cái xích ấy. Đấy. Xích xe của xích xe số đấy. Còn cái kia là cái đĩa đựng bi côn. Bicon thì nó có cái tác dụng là truyền tải. Khi mình vít ga lên thì cái bicon nó sẽ văng ra. Đây. Văng nó ra, có khi bây giờ mình phải tiến hành là thay cái bộ bát trước này mới dán lại búa côn đằng sau. Bây giờ mình đang tháo ra mình thay búa côn sau, mới thay bát côn sau. Đấy, bây giờ mình đang lắp bộ côn mới vào. Nếu mà ví dụ nhiều bạn nào mà không tự tháo thay thế được, lắp lấy được thì mình bắt buộc mình phải mang ra chỗ trung tâm cơ khí chuyên về gia tiện các thứ, thì người ta phay tiện các thứ, người ta tháo lắp, người ta tiện cho mình luôn. Nhưng đây là mình đặt sẵn luôn của họ rồi, xong mình mang về mình nhà nhà mình để mình làm cho nó nhanh. Và
Cách tháo lắp thì cũng đơn giản thôi. Nhiều lúc khi nhiều bạn nào mới làm cái lắp cái phanh côn kia ghi lên quanh là nó bị bung ra trong quá trình sử dụng, và mình lắp vào xe sử dụng mình nó bung ra. Đây là mình tiến hành mình lắp côn rồi. Và cái lắp côn này thì mình trước tiên mình đầu việc đầu tiên là mình phải lắp cái côn trước nhá. Mình lắp cái bộ bát côn các thứ ở lắp trước. Bát lắp cái đế côn đựng bi ở bên trong trước, xong bắt đầu mình mới lắp cái loa, lắp cái loa mình lắp cái đĩa côn ở ngoài vào. Trong quá trình lắp mình để ý xem dây cu loa nó có bị kẹt hay không nhá, chứ nhiều bạn là ví dụ như mình không để ý cái dây cu loa, mình để cái dây cu loa nó sát vào cái trục kia là nó sẽ bị kẹt, mình bắn vào nó kẹt dây cu loa về sau là nó sẽ không gì lên đâu, hỏng dây cu loa đấy. Mình lắp côn trước, mình lắp cái bộ côn trước vào xong bắt đầu mình mới lắp bộ côn sau. Đấy, cái lưu ý quan trọng nhất là các bạn lắp lúc lắp vào phải để ý xem cái dây cu loa xem nó có được tự do không nhá, chứ nếu mà lắp bị kẹt là mình bắn xiết ốc vào là nó sẽ kẹt dây cu loa. Chất làm cái này cũng đơn giản thôi. Đấy, bộ của... Đấy, mình đang kiểm tra xem có kẹt không. Nếu mà kẹt thì mình phải tháo ra mình lắp lại từ đầu, chứ không đến lúc mình lắp vào là nó không dây cu loa nó sẽ không văng lên, mà kẹt dây cu loa nó hỏng dây cu loa. Nên mọi người trong cái quá trình lắp ráp vào thì mình phải để ý một chút là được, là ok ngay mà. Mình bắn vào. Khi bắn xong rồi bắt đầu mình mới lắp, tiến hành lắp cái bộ côn sau. Đấy. Côn sau thì trước khi lắp thì mình bóp, mình cho dây cu la vào, xong mình bóp cái dây cu la vào tầm độ khoảng, bóp dây cu la đấy, bóp để nén cái lò xo vào, mình mới cho vào cái trục kia. Đấy, nhiều bạn không nén vào là không gì được đâu. Đấy. Bóp vào, hai tay bóp vào. Đấy, bắt đầu lắp vào trục. Đấy. Bắt đầu mới lắp bát côn vào. Đấy. Như vậy là mình đã tiến hành sửa chữa và lắp ráp bộ côn SH2020. Các bạn hãy nhớ ấn like và đăng ký kênh của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chào các bạn.